lợi ích của việc cho con bú sữa mẹ. Tất cả chúng ta đều biết, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là loại thức ăn hoàn hảo để trẻ sơ sinh phát triển toàn diện. Trong sữa mẹ có chứa các chất đề kháng và dưỡng chất. Các chất này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thay đổi của bé và bảo vệ bé khỏi viêm nhiễm và bệnh tật. Việc cho trẻ bú mẹ không chỉ có lợi cho trẻ mà còn có lợi cho các bà mẹ trên nhiều phương diện. Nhưng làm thế nào để việc nuôi con bằng sữa mẹ trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả nhất cho cả mẹ và con? Cùng tìm hiểu vấn đề này nhé! Việc cho con bú tuy đơn giản nhưng cũng cần phải trang bị hiểu biết đầy đủ và có chút thời gian để làm quen, cảm thấy thật tự nhiên khi cho con bú. Kiến thức, sự tự tin cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các chuyên gia y tế và các bà mẹ đã có kinh nghiệm sẽ khiến việc cho con bú trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời của việc làm mẹ. Những lợi ích khi nuôi con bằng sữa mẹ. Sữa mẹ luôn duy trì ở một nhiệt độ ổn định, thích hợp cho bé, do vậy rất an toàn cho bé. Sữa mẹ tuyệt đối tươi ngon, an toàn và vô trùng. Sữa mẹ hoàn toàn tự nhiên và phù hợp với những bà mẹ muốn nuôi và chăm sóc con theo ý mình. Sữa mẹ là cách đáp ứng nhu cầu của bé nhanh chóng và dễ dàng nhất ở mọi lúc mọi nơi mà không phải mất thời gian pha chế, đo lường. Hạn chế nguy cơ tấn công của các loại vi khuẩn gây bệnh như tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiết niệu, ho, cảm lạnh, hèn suyễn. Trẻ em được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ sẽ có ít nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch lúc trưởng thành. Làm giảm nguy cơ về các bệnh dị ứng, chàm và nhiễm trùng tai. Thúc đẩy sự phát triển của xương hàm. Chất sắt trong sữa mẹ luôn dễ hấp thụ hơn chất sắt trong sữa công thức. Sữa mẹ tốt cho sự phát triển của trí thông minh, thị lực, hệ thần kinh và ruột của bé. Trẻ bú mẹ thường ít bị bệnh hơn trẻ được nuôi bằng sữa công thức. Sữa mẹ cung cấp tất cả các dưỡng chất mà bé cần trong 6 tháng đầu đời. Sữa mẹ thay đổi trong từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ sơ sinh. Trẻ bú mẹ thường không bị táo bón và phân thải ra không có mùi như các bé được nuôi bằng sữa công thức. Lợi ích cho mẹ khi cho con bú. Giúp mẹ nhanh chóng trở lại trọng lượng như trước khi mang thai. Việc cơ thể tích lũy chất béo trong giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ chính là để sử dụng trong thời gian cho con bú. Giúp tử cung trở lại kích thước và hình dạng bình thường như trước khi mang thai. Cho con bú cũng có thể giúp tử cung co bóp và trục xuất các sản phẩm còn sót lại như nhau thai và màng nhầy và giúp chấm dứt hiện tượng chảy máu âm đạo sau sinh. Làm giảm khả năng phát triển ung thư buồng trứng và ung thư vú giai đoạn tiền mãn kinh. Làm giảm khả năng phát triển bệnh loãng xương và tiểu đường loại 2. Giúp tiết kiệm tiền mua sữa công thức cho bé. Cho con bú thường đòi hỏi phải ở tư thế ngồi hoặc nằm. Điều này có thể tạo cơ hội cho người mẹ được nghỉ ngơi thêm. Lợi ích cho cả mẹ và bé. Cho con bú giúp tạo sự kết nối tình cảm giữa mẹ và bé. Chỉ có người mẹ mới có thể làm công việc cho con bú. Và đây thực sự là một mối liên kết thiêng liêng mà không ai có thể chia sẻ được. Rất tiện lợi và linh động, không cần phải chuẩn bị hay phải chờ đợi. Đôi khi, chỉ vì một lý do nào đó, mẹ bé không thể bú sữa trực tiếp từ ngực của mẹ. Việc sinh non hoặc bị bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng bú hoặc khả năng phối hợp hiệu quả giữa nút và nuốt sữa. Một số bé vì quá buồn ngủ mà không thể bú một cách hiệu quả. Trong một số trường hợp, các chuyên gia y tế sẽ trao đổi với mẹ để quyết định việc trì hoãn cho đến khi bé sẵn sàng bú mẹ. Lời khuyên thường là mẹ nên vắt sữa ra bằng tay hoặc bằng máy vắt để lấy sữa cho bé uống. Em bé có thể uống sữa này bằng bình hoặc bằng một ống truyền trực tiếp vào dạ dày. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng ống tiêm hoặc chai thuốc nhỏ mắt để bơm từng giọt. Vắt sữa trên thực tế không cần phải tốn nhiều thời gian. Nếu biết cách tổ chức, bạn sẽ thấy việc vắt sữa cho bé bị bệnh hay bé sinh non uống có lợi ích vượt xa so với những điều bất tiện mà bạn có thể gặp. Hãy nói chuyện và xin tư vấn của bác sĩ nếu bạn phải lựa chọn cách này nhé. Nếu bạn không đủ sữa để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sự phát triển của bé, bạn có thể kết hợp cho bé uống sữa công thức. Và nên nhớ rằng, việc kết hợp với sữa công thức có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự thành công của việc cho bú mẹ. Bé có thể sẽ bú no sữa công thức và trở nên biếng bú mẹ. Nguyên tắc cung và cầu chỉ nhịp nhàng và tốt nhất khi mẹ cho bé bú và bé tự điều chỉnh lượng sữa cần thiết theo nhu cầu. Thật không ngoa khi nói, sữa mẹ là thần dược đối với trẻ, giúp trẻ tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, trong những năm tháng đầu đời, một trong những vấn đề lớn trẻ có thể gặp phải đó là mắc các bệnh ngoài da như chảm sữa, mụn sữa, hăm tã, rôm rẩy, mụn nhọt, mẩn ngứa khiến trẻ vô cùng khó chịu. Khi đó, mẹ đừng quên tìm tới bột tắm trẻ em Nhân Hưng chiết xuất từ thảo dược tự nhiên để nhanh chóng giúp bé đẩy lùi bệnh ngoài da sau 3 đến 12 ngày nhé.